Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube của tôi, trang này của mình. Hôm nay hãy cùng mình tò mò cho tranh một chú kiến nhá, một chú kiến rất to này. Và mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu của mình để tô màu cho bức tranh chú kiến này. Bắt đầu thôi. Và mình sẽ tô màu cho chú kiến này theo màu cam nhá, màu hồng đi. Một ít màu nâu phía trên đó. Và một ít màu xanh lá cây cho phần cỏ này nhé. Em chưa biết tối nay em ăn gì. Ăn sáng mẹ vừa mua cho em. Bây giờ có chồng con.
tô thêm một ít màu đỏ cho phần màu xong rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu này của mình. Bye bye.